cũng cho bột miếng rồi nha. Bây giờ mình sẽ ép này. Cà rốt thì rất là cứng. Cái này phải làm phải đứng đi. Ui giời. Trên tay mình đang là sản phẩm dụng cụ ép hoa quả trái cây bằng tay. Mình mua ở trên mạng, giá là đi 102.000. Sau đây mình sẽ mở hộp ra để xem sản phẩm nó như nào và sử dụng nhé. Đây. À, bên trong hộp thì như thế này, bọc một lớp ni lông hạt lổ chống sốc. Sản phẩm thì bao gồm hai thứ này đó. Chất liệu theo như mình thấy thì nó được làm bằng gang, cũng có thể là bằng nhôm vì mình thấy nó khá là nhẹ, độ dày cũng vừa phải, không quá dày không quá mỏng. Rồi, đặt cái lớp lọc này vào cân đối như đúng như quảng cáo nhé. Sau đây mình sẽ thử ép hoa quả xem như thế nào nhé. Ở đây là mình có chuẩn bị một đĩa hoa quả củ luôn. Thì trước tiên là mình sẽ ép táo trước nhé. Cho khoảng 4 miếng này. Rồi. Sản phẩm thì cứ đặt ở trên bàn thôi, còn một tay thì là sẽ ấn xuống nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ ấn xuống này. Một tay giữ vào thân của máy, một tay ấn xuống nhá. Khi mà ấn này thì cũng khá là nặng. Đây là mình đang ép táo, táo thì nó cũng xốp nhưng mà thấy là khi mà về cuối thì khá là chặt tay. Bây giờ mình sẽ rót cái nước táo ra nhé, xem như nào. Đó. Ok. Ở trong này thì hẳn còn chút nước, nó vẫn chưa xuống lỗ. Đây. 4 miếng táo thì là ép ra được khoảng người này nước nhá. 4 miếng táo cỡ này. 4 miếng táo cỡ này. Đó. Bên trong là cặn này. Đây cặn táo này. Em. Rồi, mình sẽ ép lại một lần nữa để cho nó kiệt đi xem. Rồi, rót thêm một chút nước vào lắm nha. Đó. 4 miếng táo được gần này nước thôi. Rồi. Để sau đây là mình sẽ thử với cả một loại quả khác nha. Trước mắt là mình thấy nó ép không được kiệt lắm đâu. Qua quá trình mà lấy cái bã này ra thì mình thấy khó khăn. Đó. Rút cái này lên thì dễ rồi, nhưng mà cái bã này nó nằm ở đây, nó dính chặt ở đây, phải thò tay vào đây này, gảy nó ra. Đó. Rồi nhá, bây giờ mình lại đặt cái lớp lọc vào đây và mình sẽ thử với cả dứa đi. Dứa sẽ nhiều nước hơn.
một miếng này, hai miếng này, ba miếng này. Rồi vẫn cho một miếng đi. Đó, đặt cái cốc của táo xong bên này. Đấy, một cốc muối ở đây này. Rồi. À, tiếp tục ép dưới nha. Bây giờ mình sẽ giữ chặt vào cái thân của máy nha. Rồi tay này ấn xuống. Rồi. Mình sẽ rót nước ra xem là được bao nhiêu nước nha. Dứa thì nhiều nước hơn. Rồi. Để xem là có được ép kiệt nước hay không nhá. Bên trong đây. Bên trong như này. Mình gửi ra nha. Đó. Ép lại lần nữa xem nó kiệt hay không. Khi mà cho nhiều quá thì ép là nước nó phòi lên ở phía trên này này. Nó chảy ra bàn luôn đấy. Rồi. Đấy, chảy lên nhà hết cả. Rồi bây giờ mình sẽ rót lại này. Rồi được thêm khoảng một chút nữa. Đây, thì tổng kết 4 miếng dứa. 4 miếng dứa bằng cỡ này. 4 miếng dứa bằng cỡ này. Đó, ép được cỡ này nước. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử với cả một loại quả hoặc là củ khác nhá. Rồi. Trong đã hết nước nha. Cho lại cái nước lòng vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ thử ép với cả cà rốt đi xem. Bởi vì cái cà rốt này là nhiều người là muốn ép cà rốt để lấy nước uống hoặc là cho con nhỏ. Mình cũng cho một miếng rồi nha. Bây giờ mình sẽ ép này. Cà rốt thì rất là cứng. Cái này khả năng phải đứng đi. Ui, cà rốt rất là cứng, không thể ép được. Nói chung là mình là nam giới mà mình ép thấy nặng như này mà cũng đã đứng cả lên rồi thì chị em phụ nữ thì sẽ nặng hơn để cố thử nặng. Rồi không thể ép được, rất là cứng. Đây cà rốt này nó vẫn như nguyên, nó chỉ bị lằn một chút thôi. Rồi như vậy là cà rốt rất là khó ép nha. Cà rốt là một cái loại củ mà nhiều người hay ăn hoặc là uống mà không ép được với cái máy này. Bây giờ mình sẽ thử với cả cà chua đi. Nước ép cà chua cũng cho một miếng nhá. Rồi. Bây giờ ép luôn. Cà chua thì rất là dễ ép. Đấy, nhưng mà khi mình mới chỉ cho 4 miếng cà chua thôi mà nó đã tỏi hết cả lên trên này rồi. Đây, 4 miếng cà chua cũng chưa phải là nhiều và chưa đầy trong cái khoang đó. Nhưng mình ép là nó to lên phía trên này, nó sẽ dây ra bàn. Đây là một cái điểm trừ rất là lớn. Đấy, bây giờ đã chảy hết ra rồi này. À, mình ép nha. À, thấy không? À, nó to lên trên. Không một. Đó, đây đây, mọi người thấy này. Có ép được nước nhưng mà không kiệt. Không vắt kiệt được hoa quả hay là củ. Đấy, cà chua thì cũng đã được ép hết cỡ rồi. Thì trông như này. Rồi sau đây mình sẽ rót nước ra để xem cà chua là được nhiều nước không nhá. Đấy. Đấy, cà chua nó chỉ có gần này nước thôi. Rất là ít. Rất là ít nha. Đó. Rồi. Có thể là tổng kết được rồi. Khá là bất tiện khi mà vệ sinh. Đó.
thò tay vào đây là cũng hơi khó luôn. Ở đây thì mình cũng có chuẩn bị gừng. Thôi thì đã chuẩn bị rồi, gừng thì sẽ cứng hơn cả là cà rốt cơ. Nhưng mà mình cũng sẽ thử ép xem là nó có ra nước hay không và có ép được không nhá. Quên cho cái lọc vào đã. Rồi. Cho 4 miếng gừng nhá, 2 này. 4 này. Rồi. Thử ép này. Gừng thì là do là miếng nó bé và khả năng cũng có thể là dễ hơn là cà rốt. Rồi, cũng phải cố gắng gần như hết sức đấy. Mình ấn được cho nó ép kiệt nhất có thể. Thì đây, khi mà cố gắng ấn thì gừng cũng không được ép nát cho lắm. Mặc dù là cái cỡ ấn tay của mình nó đã kịch rồi. Đó, đó. Ok, để thử rót xem là có ít nước nào gừng đó nhé. Đây, đó này, sẽ được khoảng 10 giọt. Đó, rồi. Đây, gừng của chúng ta thì vẫn nói chung là mới được ép vào một lửa thôi, chưa được kiệt lắm. Nhưng mà cái khi mà mình ấn xuống này thì nó đã kịch rồi. Bây giờ thử ấn lại, thử xáo trộn lại, ấn lại. Rồi. Nhìn nước vào nhá, nó thêm. Được có vài giọt thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái chỗ này ra để tổng kết cái sản phẩm này. Qua sử dụng thì mình cũng đã cảm thấy được rất là nhiều cái vấn đề. Sản phẩm này sau quá trình sử dụng thì mình nhận thấy những cái điểm như sau. Trước tiên là mình nói về ưu điểm thì sản phẩm này mình thấy là dễ sử dụng. Điều nữa đó là sản phẩm này thì khá là bền vì nó làm bằng kim loại, nó làm bằng gang hoặc là có thể là làm bằng nhôm. Tiếp theo là sẽ dễ vệ sinh, dễ rửa. Đấy. Còn về nhược điểm thì nó cũng khá là nhiều. Thì đầu tiên là mình thấy rằng là sản phẩm này không ép được những cái hoa quả cứng. Ví dụ như là cà rốt này, hoặc là gừng này, đây cái loại củ. Có thể có những cái loại quả khác mà nó cứng ấy. Đó. Nhược điểm tiếp theo là khi ép thì khá là nặng tay. Đối với chị em phụ nữ thì sẽ nặng tay hơn và khi mà ép nhiều thì sẽ là vất vả. Khi mà ép ấy, thì nó không kiệt cái nước ở trong cái hoa quả củ quả của mình. Nó cái cái của nó vẫn còn nước ở bên trong đó. Đó. Như vậy là cái phần nước lấy được thực chất sẽ ít hơn rất là nhiều. Rồi, còn khi mà mình lấy bã ra khỏi đây thì khá là khó khăn vì ngoài cái lớp lọc này thì dễ lấy rồi nhưng mà nó còn bám ở bên trong cái hàm này cơ thì lại phải thò tay vào cắt cậy nó ra ấy. Đó, khá là bất tiện. Rồi, một cái nhược điểm nữa là cái phần này khi mà ép sâu xuống thì cái nước nó trào ra ngoài hoặc là cái nó trào ra ngoài, nó làm bẩn hết cả cái khu vực có thể bếp hoặc là bàn của mình. Đó. Thì nói về sản phẩm này thì mình thấy ngoại hình của nó thì giống với quảng cáo nhưng mà cái tính năng thì mình thấy là khi mà ép các cái hoa quả cứng thì nó không được. Nên là như mọi người đã thấy rồi đấy. Đó. Những ai mà đã sử dụng cái sản phẩm này có cái trải nghiệm gì khác thì hãy bình luận xuống bên dưới để cho mình và mọi người cùng tham khảo nhé. Do là cái sản phẩm này mình cũng không ưng ý cho lắm nên là bởi vì nó nhiều nhược điểm nên là mình cũng không để cái link ở bên dưới. Đó. Video của mình tới đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe kênh để mình có động lực làm thêm nhiều những cái video khác.